không có ngón tay vàng. Không sao, Amber tự lo cho mình. Hải tặc, hỏa ảnh, tử thần, lãng khách kiếm tâm, long châu, dưới một người, một quyền siêu nhân, hồng miêu lam thỏ. Khụ khụ, tóm lại đây là một vạn cái Amber đồng thời xuyên qua, hơn nữa có thể cùng hưởng tất cả lực lượng sung sướng, tìm đường chết, hành trình. Người vui vẻ làm việc, chỉ xem có thú vị hay không. Chương một Chim biển bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 1 chim biển sư phụ người làm công việc gì chủ nhà ngu xuẩn hỏi làm cho an bách đang kiểm tra mạch điện nhìn không được quay đầu lại nhìn một chút muốn nói gì đó đi nhưng luôn luôn có một loại cảm giác bị kéo thấp chỉ số thông minh không nói đi lại nghèn đến hoảng hốt cuối cùng anh thở dài lắc đầu một lần nữa vùi đầu vào vị trí đầu năm nay người nào cũng có ngươi không quen với bọn họ thì phải bị bọn họ quen. An Bách cũng không cuộc cường, cho nên biết nghe lời hòa nhập vào trong đại chúng. Làm một cái kinh nghiệm phong phú thợ điện, bình thường mạch điện vấn đề hắn vừa nhìn liền có thể rõ ràng biết là vấn đề gì, thật sự không được, vậy bắt đầu sờ một cái. Làm việc 12 năm, chưa bao giờ xảy ra tai nạn. Hôm nay cũng vậy. Xử lý tốt vấn đề, An Bách lạnh lùng thu dọn sạch sẽ đồ đạc, để lại cho chủ nhà một bóng lưng cao ngạo mà cuộc cường. Go luôn. Bụng không chịu thua kém vang lên, điều này làm cho hắn đã đi tới trước cửa bắt đầu run rẩy. Người đẹp, có thể mượn toilet của em dùng một chút không? Không thành vấn đề nha, tiểu sư phụ đẹp trai. Chủ nhà vốn bởi vì bị không nhìn, mà khuôn mặt bánh nướng có chút khó chịu cười thành một đóa hoa, ngón cái to củ cải vẫn lên, ngón trỏ cùng ngón cái chồng cùng một chỗ, nhẹ nhàng ở trong không khí điểm một chút. Người ta kỳ thật cũng không đẹp, chỉ là có trăm triệu điểm xinh đẹp mà thôi quá khiêm tốn quá khiêm tốn an bách buông ba lô xuống hai ba bước chạy vào nhà vệ sinh cởi quần sau đó liền vang lên một trận tiếng pháo roi bóp 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 cũng không biết có phải là ảo giác hay không hắn nhìn thấy ngoài cửa thủy tinh một thân ảnh to lớn đang lén lút nhìn trộm vào bên trong đáng chết có người thèm nhỏ giải sắc đẹp của lão phu điều này làm cho hắn có chút bất an trên mạng nói nam hài tử ra ngoài phải chú ý bảo vệ mình, quảng đại cư dân mạng thành không lớn ta. Tiểu ca, xong chưa? Giọng chủ nhà rất gần, không cần hoài nghi, cô khẳng định đang ở ngoài cửa, đang nhắm vào mục đích không thể cho ai biết, chỉ chờ anh đi ra. An Bách nhìn trái nhìn phải, chuẩn bị chùi đít trời đi, nhưng mà làm người nào đó nhạy cảm cảm giác, làm cho hắn ngẩng đầu nhìn về phía VWC trần nhà. Bùng! cột sáng màu trắng thô to xuyên qua nóc nhà, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng hắn. Quả nhiên không thể tùy tiện đi toilet nhà người ta. Mang theo suy nghĩ cuối cùng này, An Bách trực tiếp bị bốc hơi. Đông Hải, đảo viên quy. Đánh. Đánh. Tại sao ta đẹp trai như vậy, lại không sinh được con, tên pro.la xấu xí như vậy, lại có ba đứa con trai, thật không công bằng. Một người trung niên mũi đỏ đứng ở trên bờ các hoa chân múa tay vui sướng kêu to, bộ lông tràn đầy làm cho hắn thoạt nhìn tự như một con khỉ đột. Có lẽ là ông trời thật sự nghe được tiếng rít gào tràn ngập oán niệm này, một con chim biển chạy như bay mà đến, khi đi qua phía trên người trung niên, móng vuốt buông lỏng, đem tiểu hài tử đang cầm ném xuống. Bùng! Hắn hoảng sợ, sau đó liền nhìn thấy một đôi mắt ngây thơ đang nhìn mình. Trung niên nhân biểu tình trở nên cổ quái, phẫn nộ, sợ hãi, chờ mong, cuối cùng toàn bộ hóa thành tràn ngập ý vị cẩn thận nụ cười. Ngươi nguyện ý làm con ta sao? Nếu đường chân tóc của em thấp một chút, có lẽ anh có thể cân nhắc một chút. Đứa bé. Ừm, An Bách mở to mắt, có chút khó khăn bò dậy khỏi mặt đất. Đáng chết, ta ghét trẻ con, các ngươi lúc nào cũng không biết giữ mồm giữ miệng như vậy. Trung niên nhân rõ ràng phá phòng, nhưng cũng không tốt cùng một đứa bé tích cực xoay người liền chuẩn bị rời đi. Này! Đây là địa phương nào? An Bách thấy thế vội vàng hỏi. Hắn nhớ rõ chính mình hẳn là đang đi về đúc C, tiếp theo con mắt vừa nhắm vừa mở, liền biến thành hiện tại 78 tuổi hai đồng bộ dáng, còn không đợi thấy rõ ràng ở chỗ nào, đã bị một mực thập phần ác liệt chim thối cho bắt lại bay nửa ngày, cuối cùng nện tới cái này rõ ràng không quá bình thường trung niên nam nhân trước mặt. Xú tiểu quỷ không lễ phép, Ngươi nên gọi ta là Ma Ân Thúc Thúc, còn nữa, nơi này là đảo Viên Quy ở Đông Hải." Mong tức giận nói, tiếp theo như là nhớ tới cái gì, sụ mặt hỏi. "Ta còn chưa hỏi ngươi đâu, ngươi là ai, vì sao bị chim biển bắt lấy, từ đâu tới, nhà ở nơi nào?" "Đông Hải, đảo Viên Quy." An Bách nhai mấy chữ này, bắt đầu không ngừng suy nghĩ, sau đó liền cảm giác đại não bắt đầu ngứa ngáy, sợ tới mức hắn vội vàng dừng lại không được không được muốn tiếp tục nữa thì phải có đầu óc chú cháu tên là an bách cô nhi đến từ đâu quên mất chú vừa hỏi cháu có muốn làm con của chú không đúng không hừ ngươi bỏ qua cơ hội này nhân tự của ta chỉ có một lần mà ân ngạo kiều nhếch miệng bất quá nhìn ngươi thật đáng thương theo ta về trấn trước đi amber đương nhiên sẽ không từ chối vỗ vỗ mông hả quần áo của hắn hết rồi điều gì đã xảy ra với cảm giác kích thích trong sự xấu hổ này? Sẽ không thức tỉnh ra cái gì kỳ quái ít tê chứ? Nửa giờ sau, thị trấn nhỏ tên là Hải Ngư Trấn. Nghe nói chưa, mà ân mang theo một đứa con hoang trở về, đổ các nhã bị lục. Ta biết, khó trách hắn sinh không ra hài tử, nguyên lai một mực ở bên ngoài nuôi nhỏ, đáng thương đổ các nhã, thật sự là quá thảm. Tiểu hài tử kia còn rất đẹp mắt, hơn nửa thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ đã. Hắc hắc. Mon cuối cùng vẫn còn quá trẻ, hoàn toàn không nghĩ đến, chính mình tùy tiện mang về một đứa bé, sẽ mang đến cho gia đình ảnh hưởng như thế nào. Amber mặc một bộ quần áo không vừa người lắm, ngồi trên ghế lật tờ báo. Kinh, hải tặc vương Roger không thể không nói ra bí mật. Này! Con trai ác ma sinh ra, vong hồn dưới đồ ma lệnh. Ha ha! Buông báo xuống, An Bách lộ ra mắt cá chết chóc, hắn thích xem anime, nhưng không có nghĩa là muốn trở thành người bên trong A, à, hải tặc vương loại này không có đầu óc thêm mất hứng, hoàn toàn không hợp lý trung nhị thiếu niên nhiệt huyết cố sự, cùng mình vẽ phong cách một chút cũng không hợp có được hay không. Hơn nửa loại hải tặc này, mặc dù biểu hiện ra ngoài phần lớn là một mặt tốt, nhưng không thể phủ nhận chính là, chức nghiệp này chính là lấy xâm hại người khác làm mục đích, không sinh sản, hoàn toàn là cặn bã xã hội. Chờ một chút. Vừa rồi đại thúc kia nói nơi này là Đông Hải, hoàn hảo hoàn hảo, miễn cưỡng coi như an toàn. An Bách vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, đồng thời cũng có kế hoạch sơ bộ đối với việc mình muốn làm tiếp theo. Anh ta sẽ gia nhập hải quân và sau đó bắt cá cho đến khi chết. Bùng. A a ha. Không cần. Mà ân kêu thảm thiết tại hai vợ chồng trong phòng ngủ truyền ra, không biết còn tưởng rằng bọn họ đang làm gì. Tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng đại thúc cùng đại thẩm vẫn tràn ngập sức sống A. À. An Bách cảm khái, tiếp tục đưa mắt nhìn tờ báo. Mười phút nữa. Mặt mũi bầm dập ma ân vịn khung cửa đi ra, ở phía sau hắn là một nữ nhân mang theo khăn trùm đầu, tướng mạo ôn Nhu. Đứa nhỏ đáng thương, cậu tên là An Bách đúng không, sau này nơi này chính là nhà của cậu. Đỗ Cát Nhã tiến lên hai bước, bế An Bách lên, nhìn mặt ân có chút ghen tị, cũng giận mà không dám nói gì. Chờ. Chờ. Không thở nổi. An Bách rơi vào phiền não hạnh phúc. Chương 2 Ta Amber dựa vào chính mình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Amber tôi dựa vào chính mình. Amber được sắp xếp vào căn phòng mà vợ chồng Mo chuẩn bị cho con, nơi này không lớn, nhưng bố trí lại rất ấm áp. Ngựa con làm bằng gỗ, cối xay gió bằng tre, còn có rất nhiều động vật nhỏ dùng giấy gấp thành. Từ điểm này có thể thấy được, chấp niệm của hai người bọn họ đối với hài tử sâu bao nhiêu. Đêm Ánh trăng xuyên thấu qua thủy tinh, ở giữa mặt đất cùng cửa sổ hình thành một đạo cột sáng thập phần xinh đẹp, nếu như nhìn kỹ, còn có thể phân biệt được sâu cùng bụi bặm bên trong. An Bách khoanh chân ngồi ở trên giường, ngủ tâm hướng lên trời, trầm tâm tĩnh khí, cố gắng cảm thụ hết thảy có thể tồn tại. Hơn 10 phút trôi qua hắn thay đổi không biết bao nhiêu tư thế nhưng vẫn không có nửa điểm phản ứng không được ta muốn trở về làm thợ điện ta thích dây điện tả linh hữu hỏa lôi công trợ ta an bách giống như một con cá muối không ngừng lăn lộn miệng nói liên miên cằn nhằn tiểu quỷ ngủ đi mon đang chuẩn bị cố gắng tiến hành tạo người nghe được thanh âm bên kia truyền đến tức giận cảnh cáo buổi tối ồn ào sẽ bị hải tặc bắt đi an bách lơ đến với lời này nhưng nghĩ đến đường viện tóc đến đỉnh ót của đối phương, một cổ cảm giác nguy cơ toát ra trong lòng. Không được, không thể thức khuya. Ngủ đi. Ma ân, ta cũng nghe nói, đây là đứa nhỏ ngươi nuôi bên ngoài sao. Nó đúng là không giống ngươi chút nào. Cúc. Đừng nóng giận nha, kỳ thật ta rất tò mò đổ các nhã vậy mà đồng ý đứa nhỏ này vào cửa, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Đều bảo ngươi cúc. Thị trấn rất buồn tẻ vì vậy một khi có điều gì đó xảy ra nó sẽ sớm được mọi người nói về ma ân rất đáng thương vô luận là trước kia hay là hiện tại đều là đề tài câu chuyện trong miệng người khác xú tiểu quỷ đều là bởi vì ngươi cậu nhìn về phía an bách bên cạnh người sau đang hai tay ông đầu một đôi mắt cá chết tiệt hữu khí vô lực đánh giá bốn phía hoàn toàn không hoạt bát như những đứa trẻ khác a à a à, đại thúc đang nói chuyện với ta sao Amber còn đắm chìm trong đả kích khổng lồ không có ngón tay vàng, vòng cung phản xạ dài hơn rất nhiều. Tiểu quỷ, đợi lát nữa theo ta ra ngoài đánh cá thời điểm, nhớ kỹ nắm chắc dây thừng, bằng không rơi xuống biển ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Ma Ân Hung tận uy hiếp, mũi đỏ bởi vì tâm tình không tốt nên có chút tỏa sáng. Biết rồi, biết rồi. An Bách không sao cả khoác tay. Thị trấn viên quy đảo này gọi là thị trấn cá biển nghe nói mỗi người đàn ông đều có kỹ thuật đánh cá đặc biệt không chỉ mỗi lần thu hoạch lượng lớn thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện một ít giống quý hiếm cứ cách một đoạn thời gian sẽ có thương thuyền đến mua cá đây là chuyện tốt bởi vì có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện nhưng cũng có chỗ không tốt tỉ như sẽ hấp dẫn được một ít ánh mắt sói đói hôm nay cũng không phải thương thuyền tới ngày nhưng nó lại đột ngột xuất hiện cùng với đó còn có một chiếc treo khô lâu kỳ hải tặc thuyền khi Mon mang theo Amber đi tới bờ biển, chuẩn bị xuống biển bắt cá lúc, vừa lúc nhìn thấy một đám hải tặc từ trên thuyền nhảy xuống, cách thật xa, liền có thể hỏi cái kia cổ ác ôn mùi vị. Hải. Hải tặc. Giọng nói có chút trung rẩy lăn lộn trong cổ họng Mon, hắn bỗng nhiên hung tận quay đầu, tiểu quỷ, mau cút. An Bách nhìn cánh tay bắp chân nhỏ bé của mình, lại nhìn những hải tặc kia cao hơn 2 mét, dáng người giống như ván cửa chênh lệch quá lớn à vậy còn ngươi khuôn mặt hắn lạnh lùng hỏi ta quay về thị trấn thông báo mọi người cẩn thận hy vọng những người này chỉ muốn cướp đoạt tài phú sẽ không giết người ma ân nuốt nước miếng quay đầu chạy về phía trước an bách biết vì sao anh không mang theo mình lúc này cùng quá khứ chỉ thêm phiền mà thôi nhưng mà có chút không cam lòng hắn vòng một vòng lớn giấu ở rừng sâu chỗ trơ mắt nhìn đám hải tặc kia vẻ mặt hưng phấn hướng trên trấn đi đến ở trong những người này còn có mấy cái dụng để chỉ đường thương nhân hiển nhiên bọn họ chính là đầu sỏ gây nên thảm họa hôm nay cái thế giới chết tiệt này trong lòng an bách hiện ra cảm giác vô lực mãnh liệt sự tàn bạo của đám hải tặc này vượt xa dự đoán của hắn ngày hôm qua còn vuốt đầu an bách nói có thể coi nơi này là nhà của ông lão trấn trưởng muốn tới đây thương lượng kết quả bị một đao chém chết Frollo, người luôn cười nhạo chú Mon vì không thể có con trai, đã bị bắn xuyên tim, trẻ em bị giết, người già bị giết, nhà cửa bị đốt cháy. Khóc thét, cuồng tiếu, thét chói tai, hợp thành một cảnh tượng giống như địa ngục. An Bách núp trong rừng hung hăng cắn cánh tay, đau đớn khiến cậu bình tĩnh, cũng khiến toàn thân cậu bắt đầu nóng lên, thậm chí trên đầu cũng bắt đầu bốc khói trắng. Làm gì đi chứ, đồ khốn. Khi loại cảm xúc này đạt tới đỉnh điểm nào đó, trước mắt an bách tối sầm trực tiếp ngã xuống đất đợi đến khi khôi phục ý thức hắn phát hiện mình đang ở trong một mảnh tối đen cuối cùng cũng có người vào giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh khiến an bách giật mình theo ánh lửa sáng lên hắn thấy được một cái cùng mình bộ dạng giống nhau như đúc thanh niên nhưng là một bộ lãng nhân võ sĩ ăn mặc nào đấm một cái đi những gì ngươi muốn biết đều ở bên trong kiếm khách đứng bên tay phải An bách chân chừ. Tôi vừa mới đi ị xong chưa rửa tay, cậu không ngại sao? Không có việc gì, tự mình dùng miệng mút một chút. À, ghê tởm. Bốp. Hai nắm đấm một lớn một nhỏ chạm vào nhau, trong đầu An Bách hiện ra rất nhiều hình ảnh. Xuyên Việt đến tên là lãng khách kiếm tâm thế giới, trở thành sắp chết đói cô nhi, cũng may được tên là bị cổ thanh thập lang đại kiếm hào cứu, cũng trở thành đệ tử, học tập phi thiên ngự kiếm lưu trước mắt vừa mới cùng sư phụ cứu một hài tử tên là tâm thái lãng khách kiếm tâm hải tặc vương hai thanh âm đồng thời vang lên sau đó lại trở nên trầm mặc cảm nhận được chưa lực lượng của ta đã ở trong cơ thể ngươi rồi kiếm khách an bách mỉm cười về sau còn có thể xuất hiện nhiều ta hơn đúng không mọi người cùng hưởng lực lượng hải tặc an bách hít một hơi thật sâu đã khẩn cấp muốn trở lại hiện thực hẳn là như vậy kiếm khách an bách gật đầu còn không ra ngoài sao vợ chồng cứu anh kia e rằng phải chết rồi vậy chờ tôi xong việc rồi nói tiếp hải tặc an bách vừa mới chuẩn bị xoay người liền dừng bước lại nói nên ra ngoài như thế nào trong lòng mặc niệm là được kiếm khách an bách miễn cưỡng nói trở về theo ý niệm hạ xuống trước mắt an bách một trận biến ảo lại một lần nữa trở lại rừng cây bên ngoài thị trấn dết chóc còn đang tiếp tục đám hải tặc không kiên nể gì phóng thích giả thú bạo ngược trong lòng. Đây là một sức mạnh khác của tôi sao? An Bách nắm chặt tay, mạnh mẽ, mạnh mẽ, giống như có thể bóp nát đầu đá vụn. Nhưng quan trọng hơn, vẫn là ký ức về kiếm đạo. Hắn hoàn chỉnh kế thừa kiếm khách An Bách một thân sở học, kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt, thể chất cũng được, toàn bộ không suy giảm xuất hiện ở trước mắt cổ này chỉ có 8 tuổi trên thân thể. Không có bàn tay vàng thì không có, lão tử dựa vào chính mình. Chương 3 Bay trên trời ngự kiếm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 3 Phi thiên ngự kiếm, ha ha ha, các tiểu nhân, tận tình phá hư đi, để những dân đen này cảm thụ sợ hãi. Lấy ngọn lửa sôi trào làm màn che, thân cao đạt tới 3 mét, cờ bắp trên người bành trướng, hải tặc hạ thân lại chỉ là hai cái chân diêm đứng ở trung ương trấn, lan nhà bổng trên tay to bằng eo người trưởng thành, mặt trên phủ kính gai nhọn. Nhớ kỹ, giết chết các ngươi chính là tiền thưởng 800 vạn ba ly đại hải tặc, toái cốt mô gô. Ngao ngao ngao. Nghe được thuyền trưởng rít gào, vốn là hung bạo hải tặc trở nên càng ngày càng hưng phấn, thậm chí bắt đầu không thỏa mãn với giết chóc. Từng màn thảm kịch luân phiên trình diễn. Ta đi ngăn cản đám tạp chủng này, đổ các nhã ngươi mau chạy về phía sau núi. Men cầm cây lao trong tay, cả khuôn mặt đỏ bừng ta sẽ không chạy ngươi chết ta sẽ đi cùng ngươi đỗ các nhã lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn cho nên cùng ta đi được không hai người cùng một chỗ ai cũng chạy không thoát mà ân tức giận dậm chân ta trước kia vẫn nghe lời ngươi lần này đổi ngươi nghe lời ta đi mau nói xong cũng không đợi đỗ các nhã đáp lời xoay người liền hướng ngoài cửa phóng đi nếu như ngươi muốn cho ta không công hy sinh lời nói liền lưu lại đi Vận khí của hắn không tệ, mới vừa đi ra liền nhìn thấy một cái hải tặc đang hưng phấn xé rách một gã nữ hài quần áo, bén nhọn tiếng kêu để cho hắn trở nên dị thường phấn khởi. Ma Ân không do dự, giơ cao cây lao lên, vô cùng kiên quyết đâm về phía sau lưng hải tặc. Xi, a à, mũi xiên bén nhọn thập phần thuận lợi xuyên thấu lòng ngực, hải tặc vừa rồi còn hung tàn bạo ngược, sững sờ quay đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ta, vậy mà lời còn chưa dứt, con người đã mất đi hơi thở. Trái tim của Mon đập mạnh và thở hổn hển, và ngay khi anh chuẩn bị nhổ cây lao và tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của mình, một bóng tối hoàn toàn bao phủ nó. Trong đôi mắt dài nhỏ của mạc qua á hiện đầy tơ máu, ngươi dám. Dám giết chết thủ hạ của ta. Làng nhà bỗng bị dơ lên, mang theo một trận tiếng xé gió gào khóc thảm thiết, hung hăng đập về phía ma ân. Hắn trốn không thoát chỉ có thể giơ cây lao trong tay lên, mưu toan ngăn cản một chút. Răng rắc. Đầu gỗ bị đập gãy, mà ân trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Mà ân. Đỗ Cát Nhã vẫn trốn ở trong phòng quan sát khóc lớn vọt ra, lại bị mạc qua á nắm tóc, ấn xuống đất. Dân đen. Hắn đang muốn phát lực, trước mắt hiện lên một đạo bóng đen, lập tức trên tay chật lạnh, cuối cùng mới là mãnh liệt đau đớn. À, Mogo kêu thảm thiết không dám tin nhìn tay phải của mình, từ cổ tay đi xuống, toàn bộ bàn tay của hắn đều bị cắt xuống, mà tạo thành đây hết thảy, dĩ nhiên một cái trong tay cầm một thanh trường đao tiểu hài tử. Tiểu quỷ đáng chết. Các tiểu nhân, đem hắn băm thành thịt băm cho ta. Tiếng trống như sấm làm cho đám hải tặc đắm chìm trong vết chốc khôi phục một tia lý trí, bắt đầu dựa sát vào người mà qua á. Ma ân. Ma ân. Đỗ các nhã được an bách cứu xuống sau, liền lăng vừa bò đi tới trượng phu bên người, ngươi đừng chết a, à, chúng ta còn không có hài tử đâu. Ma ân bị thương rất nặng, cũng may không có trúng mục tiêu yếu hại, lấy sinh mệnh lực ngoan cường của người thế giới này, vẫn có thể cứu chữa. Amber nhìn người phụ nữ đang khóc đau đớn, miệng khẽ thở ra một hơi, con dao mà anh ta đang dùng là cướp được từ một tên hải tặc, lưng dao rất rộng, thân dao vừa dài vừa dày. Tuy nói có chút không thuận tay, nhưng ảnh hưởng không lớn vì đổ cát nhã, con sẽ báo thù cho đại thúc. Vừa dứt lời, An Bách bước xuống, người đã chạy ra xa ba bốn mét, lập tức đi tới trước mặt mạc ca á. Thân đau dơ lên, tiếp theo chia làm chính, như ti chấp cắt qua bầu trời đêm, đồng thời chém về phía toàn thân hắn. mạc ca á nơi nào chứng kiến qua cái này cũng kinh khủng kiếm thuật, hơn nữa tay phải bị chém đứt, lan nha bổng cũng không kịp dơ lên, đành phải tiện tay bắt lấy một gã thủ hạ, muốn dùng để làm khiên thịt ánh mắt An Bách lộ ra một tia khinh thường, nếu dễ dàng bị né tránh như vậy, vậy cũng không phải là tiểu áo nghĩa. Phi thiên ngự kiếm lưu cửu đầu long thiểm. Ánh đao xẹt qua hải tặc xui xẻo kia, chỉ là thoáng cái đã đem hắn mổ bụng phá bụng, tám đao còn lại như dòi bám xương, không hề ngăn cản chém trúng mạc ca á. Si. Si. Máu tươi bắn nhanh, một đao cuối cùng của An Bách, trực tiếp cắt cổ hắn thành hai nửa. Nhìn thi thể ngã xuống đất, hắn cũng không có không quen các loại cảm xúc xuất hiện dù sao kiếm khách an bách bên kia đều sắp hoàn thành trăm người trảm thuyền trưởng thuyền trưởng đã chết đám hải tặc trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này đạo thân ảnh nho nhỏ kia mang đến cho bọn họ áp lực thật lớn an bách không quản nhiều như vậy người trong trấn cũng không tệ bọn họ không đáng chết thảm như vậy còn lại chính là đại khai sát giới kế thừa thể lực và tài nghệ của kiếm khách mỗi một đau của hắn đều nhất định có thể mang đi một tính mạng bọn hải tặc lúc đầu còn muốn phản kháng đáng tiếc bị trấn áp dễ dàng cà sa trảm nghịch cà sa trảm lông đầu thiểm động tác của an bách vô cùng ưu mỹ trong lúc đau quang ẩn hiện máu tươi như hoa nở rộ làm ơn làm ơn đừng giết tôi không đến một lát ở đây cũng chỉ còn lại có một gã hải tặc còn sống hắn đã bị dọa vỡ mật hai đầu gối quỳ xuống đất không ngừng cầu xin tha thứ những người này không phải không muốn trốn mà là căn bản trốn không thoát an bách mím môi vận động kịch liệt như vậy nếu là lúc trước khẳng định chống đỡ không được nhưng hiện tại lại thành thạo nhìn hải tặc dập đầu hắn giơ đại đao lên hung hăng bổ xuống xì gô một cái trừng to mắt đầu người lăn xuống vừa vặn dừng ở đổ các nhã trước mặt nàng bị dọa nhảy dựng lên theo bản năng ông chặt mon dẫn đến người sau thiếu chút nữa thở không ra hơi đừng đừng siết a à. a à, đúng không đúng đỗ các nhã vội vàng buông tay ra đem trượng phu vốn bị ông lên ném xuống đất ách mà ân đảo mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh đỗ các nhã bị dọa sợ an bách thấy thế có chút không nói gì lập tức lại đây kiểm tra không có việc gì chỉ là choáng lời còn chưa dứt trực giác nhạy bén của kiếm sĩ liền phát ra cảnh báo. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã dáng người khôi ngô, mang theo mũ đầu chó lão nhân, một bên gặm tiên bối, một bên đi nhanh tới. Thuyền trưởng An Bách trong nháy mắt liền nhận ra người này, nhưng không có xem thường, bởi vì trong cảm giác của hắn, đối phương tự như một ngọn lửa không ngừng tỏa ra nhiệt lượng, ngông cuồng, không kiên nể gì. Ai nha nha, đến chậm một bước. Cáp nhìn chung quanh, đối phía sau hải quân phân phó nói. Nhanh đi dập lửa cứu người khi. Có thể đi theo bên cạnh hắn hải quân, ít nhất cũng đều là phân bộ tinh nhuệ cấp bậc trước mắt cái này đối với bọn hắn mà nói đều là tiểu trang diện. Đợi đến khi những hải quân này dập lửa đâu vào đấy, kiểm tra người bị thương, cáp chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể Mogo, cẩn thận kiểm tra vết đau một chút. Tiểu quỷ, những người này đều là người giết sao? Công lý của các người hình như đã muộn rồi an bách không trả lời mà là tự mình nói hắn nhìn áo choàng sau lưng đối phương hai chữ đen thô to kia luôn có loại cảm giác chăm chọc nói không nên lời ha 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 nhưng cuối cùng cũng không có vắng mặt nha đến muộn cũng so không được tốt hơn nữa ngươi cũng phải thông cảm một chút lão nhân gia a à? cáp vô tâm vô phế cười to thế nào có hay không hứng thú gia nhập chính nghĩa hải quân a à? an bách nghiêng đầu nhìn anh lập tức khóe miệng chậm rãi nhếch lên được. Chương 4 Bị nghiện ép Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 bị nghiện ép Amber đã có ý định gia nhập hải quân và lời mời của cấp rất phù hợp với anh. Chuyện kế tiếp sẽ không có khúc chiết gì, hải quân đem người dân thị trấn chưa chết tụ tập lại một chỗ, sau đó lại do nhân viên y tế tiến hành trị liệu. Quá trình này kéo dài, Amber liền muốn để lại chút gì đó cho đổ các nhã gã này đáng giá 8 triệu pê lê. Ừ, muốn đổi tiền thưởng thì phải đến chi nhánh gần nhất, vừa lúc trạm kế tiếp tôi muốn đến đó, thuận tiện giúp cậu đổi đi. Vậy thì đa tạ. Ha ha ha, lão phu. Cáp hướng trong miệng rót một ngụm lớn tiên bối, nói nói liền ngửa đầu, trên mũi toát ra một cái bong bóng lớn, mặt khác còn kèm theo tiếng nháy. Vẻ mặt an bách đầy hắc tuyến, chỉ có thể nói không hổ là ông nội của vương lộ phi. Xoay người, Hắn đi tới phụ cận đổ các nhã. Vị phụ nhân xinh đẹp này ông trượng phu, hai mắt vô thần nhìn thôn trang hừng hực thiêu đốt, ngoại trừ vợ chồng bọn họ ra, thôn dân còn lại cơ bản đã chết sạch. Quê hương từng hạnh phúc à, hải tặc chết tiệt. Dì đổ các nhã. An bách à, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Cái này. Cái này không có gì, sau này dì có tính toán gì không? Không biết, có lẽ sẽ đi nơi khác sinh sống rất tốt, đầu của tên hải tặc kia đáng giá 8 triệu bay ly, tôi chuẩn bị đổi tiền, để lại cho các người. Amber nói ra kế hoạch của mình. Cảm ơn. Đỗ các nhã không cự tuyệt, nhưng cũng không lộ ra biểu tình vui vẻ gì. An Bách có chút khó chịu, hắn có thể cảm giác được, lúc này đối phương cũng không cần an ủi hay cái gì khác, vì thế xoay người đi ra ngoài trấn. Lúc trước chỉ lo giết hải tặc, còn có càng thêm đáng chết gia hỏa không có xử lý. Một đường đi nhanh, Amber đi tới bờ biển, chỉ thấy trên chiếc thương thuyền kia, mấy thương nhân đang vui mừng hớn hở từ trên thuyền hải tặc chuyển đồ, có chút là của bọn họ, cũng có chút không thuộc về. Hắn cầm đao, chậm rãi tới gần. Này, tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Nơi này là lãnh địa tư nhân, mau cút ngay. Một người mập mạp tai to, đeo kính gọng vàng nhìn thấy An Bách cầm dao, lập tức trống lớn. Những người khác đang vận chuyển đồ nghe vậy, dừng động tác lại nhìn qua, trên mặt đều là biểu tình hung ác. Liên tưởng đến bộ dáng khúng núng của bọn họ đối với hải tặc, sát ý mãnh liệt làm cho con người An Bách bắt đầu đỏ lên. 15 phút sau, hai chiếc thuyền bốc cháy dữ dội, đốt cháy tất cả những ham muốn xấu xí bên trong. An Bách ngồi bên bờ biển, lặng lặng nhìn chăm chú tất cả. Tiểu quỷ, ngươi có biết hành vi vừa rồi là phạm tội hay không? Cáp không biết lúc nào đã đi tới hắn đã già rồi đầu đầy tóc bạc cùng nếp nhăn làm cho từng là anh hùng hải quân trở thành một lão già hỏng bét không được người ta ưa thích vậy ông hải quân sẽ bắt tôi sao an bách không sao cả nói cũng không đến mức đó ha 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 ai cũng có lúc tùy hứng hơn nữa những thứ rác rưởi kia đúng là đáng chết cáp đặt mông ngồi xuống bên cạnh amber ngươi tên là gì an bách à an bách ngươi nghe cho kỹ lão phu tên là mông kỳ dê cáp chức vị là trung tướng hải quân, kế tiếp ta sẽ đề cử ngươi đến bổn bộ huấn luyện. Bản bộ hải quân sao? An Bách hơi nheo mắt, đang định hỏi thêm vài câu, quay đầu nhìn mới phát hiện đối phương lại ngủ. Thông qua tin tức hắn từ trên báo chí biết được, hiện tại đang ở vào thời kỳ hỗn loạn nhất sau khi Roger chết, đại dương, tứ hoàng cạnh tranh với tân thế giới, tân tam đại tướng trấn áp vĩ đại hàng lộ. Vô số có được giả tâm đám người nhau nhau ra biển, tứ đại hải vực mọi người chịu đủ đau đớn, về phần những kia cách mạng quân, ánh mắt của bọn họ chưa từng có tại bình dân trên người, nhìn đều là một cái nào đó quốc gia thượng tầng. An Bách không muốn đi quản nhiều như vậy, ai làm hải tặc vương, ai thống trị thế giới, đều cùng hắn không quan hệ. Chờ tốt nghiệp bản bộ, liền tìm một chỗ dưỡng lão sớm, hưởng thụ cuộc sống an nhàn, đây mới là thứ hắn theo đuổi. Bốp Nước mũi bong bóng bị gió thổi phá, cáp bừng tỉnh lại, tiện đà có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, a ah ha ah ah ha ah, ha, vừa mới nói đến nơi nào. Đưa ta đến bổn bộ. An Bách tiếp lời. Đúng, chính là cái này. Bất quá bổn bộ cũng không phải ai cũng có thể vào, cho dù có lão phu đề cử, cũng cần trải qua khảo hạch mới được. Các vô tâm vô phế cười, Amber tiểu quỷ, cho ta xem một chút tài năng của ngươi đi. Nói xong hắn kéo áo choàng sau lưng, lộ ra nửa người trên vô cùng cường tráng an bách đối với việc này đương nhiên không có dị nghị đối phương là một trong những cường giả đứng đầu thế giới này nói lời này không có chút vấn đề nào hai tay cầm chui đao đem mũi đao buông xuống mặt đất bày ra tư thế súc lực tới chém ta đi cắp ngoáy ngoáy mũi móc ra một đoàn lớn đen tuyền đồ vật nhìn bộ dáng của hắn giống như còn muốn nếm thử an bách cũng không bị ảnh hưởng sau khi ký ức dung hợp kiếm khách an bách hết thảy đều bị hắn kế thừa trong đó có vô số lần chiến đấu, bồi dưỡng ra chuyên chú cùng bình tĩnh. Đao quang lưu chuyển, cánh tay vung lên, mang theo từng mảnh tàn ảnh, sau đó toàn lực chém kích. Cửu đầu long thiểm Đột ngột xuất hiện chính đạo đao quang phân biệt bao phủ toàn thân Capo trên dưới các yếu hại, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, An Bách ra tay chính là chiêu thức mạnh nhất. Hoa lý hồ tiêu Trong mắt cấp hiện lên một tia kinh diễm, trong miệng lại không chút lưu tình chế nhạo nói, tiện đà không tránh không né, thập phần không nói đạo lý dùng ra khí phách. Tiếng len ken gần như đồng thời vang lên, nói với An Bách về sự bất lực của anh. Nhân cơ hội này, cáp vung ra quyền phải, hung hăng đánh vào đầu Amber. Bùng! Bóng người bay ngược ra xa hơn 10 mét, lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Chênh lệch quá lớn. Mặc dù biết mình đánh không lại, nhưng bị nghiền ép như vậy an bách vẫn có chút khó chịu Giang nan từ trên mặt đất bò lên lau đi khóe miệng cùng dưới mũi máu hắn nắm chặt chui đau chuẩn bị lần nữa tấn công dừng lại cáp giơ tay lên ý bảo ta đã biết thực lực của ngươi ở tuổi này có thể nắm giữ kiếm thuật tinh diệu như vậy vẫn là có chút thiên phú hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ ra dấu tay nhất đâu đâu tiếp theo cười ha ha tạm biệt người trong trấn đi chúng ta nên đi thôi đi bổn bộ sao? An Bách ném con dao trong tay xuống, vừa mới dùng để chém lão già đối diện này, lại trực tiếp cuộn lưỡi dao, cầm cũng sốt ruột. Bổn bộ không vội, lần này lão phu tới Đông Hải chuẩn bị về quê, ngươi cũng tới đi, thuận tiện giới thiệu cháu trai lão phu cho ngươi làm quen. Diệp Tu cười ha hả, từ trên mặt đất nhặt lên áo choàng, trên đường ta sẽ hảo hảo huấn luyện ngươi, không cần cảm ơn ta. Huấn luyện trong đầu An Bách hiện ra hình ảnh Lộ Phi bị ông nội tra tấn. Ném từ một vách đá, bay trên bầu trời với một quả bóng buộc và bị đuổi theo bởi những con quái vật. Đại cũng không cần. Hắn vội vàng nói. Ta có phương pháp huấn luyện của mình. Ha ha ha, tiểu quỷ, cái này không phải do ngươi. Cáp cười càng thêm rực rỡ. Chương 5 Địa ngục huấn luyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Điện ngục huấn luyện xử lý tốt mọi chuyện ở viên quy đảo, đã là giữa trưa ngày thứ ba. Đỗ Cát Nhã một mực chiếu cố bị thương ma ân, cũng may Capo thuyền y cấp lực, hắn đã từ từ khôi phục. Amber đưa toàn bộ bai đổi lấy cho bọn họ, lúc đầu mon còn không cần, nhưng dưới sự kiên trì của hắn, vẫn nhận lấy. Bên này sự tình giải quyết xong, cấp đầu chó hào cũng bắt đầu khởi hành. Tay nghề của đầu bếp hải quân trên quân hàm rất tuyệt, một mình Amber ăn ba phần, giờ phút này đang ôm bụng nằm trên bông tàu gió nhẹ phất phơ mang theo một chút hơi ẩm ánh mặt trời không tính là nóng rực bao trùm toàn thân thỉnh thoảng vang lên tiếng chim biển kêu giống như là một khúc thôi miên làm cho người ta buồn ngủ an bách nhắm mắt lại thoải mái nghỉ ngơi mười phút nữa hả sao tối thế mở mắt ra liền nhìn thấy một nhúm lông mũi ngâm đen capo tiên sinh Xin đừng lại gần như vậy. Hắn lăn lộn trên mặt đất một vòng, sau khi kéo ra khoảng cách hai tay chống đỡ, như xiết từ trên mặt đất đứng lên. Tiểu tử, đến lúc huấn luyện rồi. Cách thập phần ác liệt cười, tay phải trảo hướng Amber, người sau muốn trốn, lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình giống như vô luận từ phương hướng kia tránh đều không thể né đi. Cổ áo bị bắt, lúc này An Bách mới nhớ tới dãy dùa, thả tôi xuống. Lúc này mới có bộ dáng tiểu quỷ hai người nhà ta từ nhỏ đã được lão phu huấn luyện. Cáp dẫn hắn đi tới bên cạnh thuyền, đưa tay ra ngoài, từ giờ trở đi bơi trong biển đi, chờ ăn cơm ta sẽ gọi người vớt ngươi lên. Bùng một tiếng, Amber bị ném xuống biển, nước biển nóng bỏng làm cho hắn có chút hoảng, vội vàng dùng ra luyện tập hai năm rưỡi chó bào, Capu. Đáng tiếc, hắn kêu gào nhất định là vô dụng. Trong một trận cười to sang sảng, quân hạm càng chạy càng xa an bách bất đắc dĩ chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân bơi về phía trước trung tướng cáp đứa nhỏ nhỏ như vậy thật sự không sao sao một thượng úy nhịn không được mở miệng nói hả ngươi cảm thấy lão phu đang hồ nháo sao cáp ngoáy mũi liếc mắt nhìn sang thượng úy run rẩy vội vàng lắc đầu không thuộc hạ cũng không cảm thấy như vậy hừ dương buồn hết tốc lực tiến lên Hi! Thời gian trôi qua, mặt trời từ đông sang tây, Amber đã mệt mỏi như một con chó chết, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là, mỗi khi sắp đến giới hạn, luôn có một sức mạnh mới được sinh ra. Hơn nữa quân hạm cũng không phải một mực tăng tốc, mỗi khi bơi không nổi, nó sẽ dừng lại chờ. Ơ, ờ, chào tiểu ca. Giọng nam có chút lười biến vang lên cách đó không xa, An Bách quay đầu nhìn, liền thấy một thanh niên mặt ngựa bịt mắt trên đỉnh đầu, chân đạp xe đạp, chậm rãi chạy trên mặt biển chỗ đi qua, lưu lại một tầng băng sương trong suốt. An Bách muốn nói chuyện, kết quả bị sặc vài ngụm nước, không thể không ngừng suy nghĩ này, chuyên tâm bơi lội. Là thanh trĩ sao? Các thanh âm tại xa xa quân hạm trên bông tàu vang lên, lão phu đang nghỉ phép, không có việc gì thì đi nhanh lên. À đúng rồi, lão gia tử thật đúng là trực tiếp. Thanh trĩ gãi gãi mái tóc rối bời của mình. Bất quá thật không khéo, ta tới đây là mang theo nhiệm vụ nói xong hắn nâng xe đạp lên, khối băng tạo thành con đường lăn không xuất hiện, cứ như vậy thẳng tắp hướng về quân hàm chạy đi, An Bách nhìn đến chảy nước miếng, quả này thật đúng là tiện lợi. a à, tiểu ca cũng tới đây đi. Thanh trĩ như nhớ ra điều gì, trở tay chỉ, một con đường băng xuất hiện trước mặt An Bách. Xú tiểu tử, ngươi làm hỏng kỳ nghỉ của lão phu rồi. Cáp thấy được một màn này, cũng không có nói gì, ngửa đầu rót xuống một ngụm tiên bối, sau đó lại một lần nữa ngồi trở lại ghế nằm đợi đến khi an bách kiệt sức leo lên bông tàu chỉ thấy hai người bọn họ mỗi người một ly nước trái cây vô cùng thích ý phơi nắng đáng giận a à, lão tử cũng nằm lão gia tử tiểu ca này là đệ tử ngài mới thu sao thanh trĩ quay đầu nhìn an bách đang nằm ngửa trên bông tàu thuận miệng hỏi ha 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 tiểu quỷ này rất có thiên phú về sau không chừng là đại kiếm hào cáp dùng giọng nói đùa nói ra lời khiến thanh trị vô cùng kinh ngạc. Ta chuẩn bị đưa hắn đến bổn bộ. Hắn rất hiểu lão gia tử trước mặt, tuy rằng có đôi khi không điều chỉnh, nhưng ở loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Kiếm Hào sao? Giáo quan kiếm thuật kỳ này vừa vặn là thỏ đao. Thanh Trĩ kéo bịt mắt lên đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lão gia tử, hải tặc tóc đỏ khai chiến với hải tặc bách thú ở tầng thế giới, nguyên soái bảo người mau qua đó. Sang chết tiệt vừa nhắc tới chuyện này cáp liền ngăn không được tức giận nếu như không phải hắn lộ phi cũng sẽ không một lòng muốn làm hải tặc cho nên ngài định đi tân thế giới sao thanh trĩ hỏi ha 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 ai nói muốn đi lão phu đã ba năm không có nghỉ phép cáp cười lớn chuyển đề tài thanh trĩ tỏ vẻ đã đoán trước tiện tay lấy ra một con sâu điện thoại đưa qua hạt trung tướng nói nếu ngươi không chịu trở về để ta đưa cái này cho ngươi a à, được cáp gãi thái dương, khuôn mặt vốn sang sảng trở nên u ám mây đen. Thanh trĩ buông điện thoại xuống, thức thời không lên tiếng nữa mà đứng dậy đi tới gần An Bách. Ơ, ờ, tiểu ca. Ừ, xin chào. An Bách hữu khí vô lực giơ tay lên, sau đó hướng về phía hải quân đứng cách đó không xa hỏi. Nói khi nào thì ăn cơm a? À? Bây giờ là 4 giờ chiều, khoảng cách dùng bữa tối còn có 2 giờ. Hải quân trẻ tuổi cẩn thận trả lời. A à, Amber đau đớn gào lên, phấn chấn tinh thần, đứng dậy khỏi mặt đất, chuẩn bị tự mình vào bếp xem sao. Toàn bộ quá trình bị bỏ qua thanh trĩ có chút khó chịu, hắn bây giờ cao tới 3 mét, mà An Bách cái này mới 8 tuổi thân thể, nhảy dựng lên đều đánh không tới đầu gối. Tiểu ca, lão gia tử có chuyện quan trọng cần làm, ta dẫn ngươi đi bổn bộ. Hắn dùng một loại tư thái khoa trương nhìn xuống nói. Hả? An Bách nghe vậy sửng sốt lui vài bước mới nói. Trực tiếp đi sao? Hắn kỳ thật còn muốn nhìn xem ngải tư cùng đường bay tới lúc này. Quay đầu nhìn về phía Capo, chỉ thấy này lão gia hỏa đang bị điện thoại trùng đầu kia mắng cậu huyết lâm đầu, hoàn toàn không có nửa điểm hải quân anh hùng khí khái. Đúng vậy, cho nên ngươi đi theo ta. Thanh trĩ chép tay, nắm lấy cổ áo sau của An Bách, trên đường vừa vặn nhìn xem, tài năng của ngươi có thể được lão gia tử khen ngợi. Chờ một chút. Tôi còn chưa ăn cơm. An Bách lại một lần nữa căm hận thân thể nhỏ nhắn này. Còn nữa, cậu đừng cào phía sau tôi được không? Rất thất lễ A à mặt ngựa. Thanh Trĩ vốn còn vẻ mặt ôn hòa sau khi nghe được ba chữ kia, trong nháy mắt liền phá phòng ngự, đem An Bách nhắc tới trước mặt, đồng thời đưa mặt lại gần. Nhìn cho rõ, đây gọi là nam nhân vị. Ngươi hiểu không? Để cho ta ăn cơm ta liền hiểu. Amber có kè mặt cả. Thanh Trĩ còn muốn nói gì, chợt nghe tiếng cười khoa trương của tạp bố vang lên. Ha ha ha, Thanh Trĩ ngươi không phải ghét nhất phiền toái sao, tại sao lại muốn đem hắn tự mình đưa qua? Anh đã nói chuyện điện thoại xong, tinh thần lại lên cao. Chương 6 Marinfo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 6 Marifando đêm Nhà ăn quân hạm một ngày tiêu hao khiến an bách hóa thân thành vua dạ dày hai bên chất đầy đĩa so với người khác còn cao hơn đáng nhắc tới chính là theo đồ ăn không ngừng bị nuốt hắn vốn đã tiêu hao sạch sẽ thể lực đang nhanh chóng khôi phục đợi đến ăn no uống đủ dĩ nhiên cùng buổi sáng rời giường lúc không có quá lớn khác nhau cách thì còn đang ăn cơm nhìn thấy amber dừng lại trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý còn thập phần tính trẻ con thủ thế thắng lợi thật là một con quỷ ngây thơ An Bách trợn trắng mắt, sau đó nhìn về phía Thanh Trĩ. Lúc này hắn đang cầm một cái nữ tính dùng gương trang điểm, đối với mình khuôn mặt ngựa không ngừng chiếu, thỉnh thoảng còn lộ ra hài lòng nụ cười. Đại thúc, cho dù ngươi nhìn ra một đóa hoa đến, cũng sẽ không có nữ hài tử thích. An Bách không chút lưu tình chế nhạo. "Tiểu quỷ, muốn đắc ý thì nhân lúc này đi, nếu không sau này sẽ không có cơ hội." Thanh Trĩ đặt gương xuống, hai chân dài đặt lên bàn toàn thân đều lười biếng không thể nào không thể nào đường đường là ba đại chiến lực được gọi là quái vật nam nhân có được trên thế giới lạnh lẽo nhất trái cây cường giả lại muốn cùng một tiểu hài tử so đo sao amber vỗ bụng lời nói ra khiến hải quân xung quanh thiếu chút nữa phun cơm sau khi nghe xong cáp lại cười to xoẹt ha 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 thanh trĩ hắn rất thú vị đúng không phật từ bi cũng chỉ có một lần a à, tiểu quỷ thối thanh trĩ đứng dậy lão gia tử các ngươi về tân thế giới trước đi ta muốn dẫn hắn đến bổn bộ a à, a à, bây giờ liền đi sao cáp gãi đầu từ thanh trĩ chậm rãi đứng dậy trên người toát ra sương trắng dày đặc an bách có chút hoảng hốt nhưng lại không hoàn toàn hoảng hốt chớp chớp mắt bán manh nói tôi vẫn còn là một đứa trẻ a à, muốn cầu xin tha thứ muộn rồi thanh trĩ túng lấy cổ áo hắn xách ra ngoài như xách túi tạm biệt thế giới mới lão gia tử cáp cũng phất tay tạm biệt đợi đến khi hai thân ảnh một lớn một nhỏ hoàn toàn biến mất lúc này mới nhỏ giọng nói khó thấy hắn chủ động như vậy a à, thanh trĩ tên này càng ngày càng lười đúng lúc đó trợ lý của hắn đi tới trung tướng cáp chúng ta phải chuyển hướng sao không tiếp tục đi theo lộ trình đã định nhưng hạt trung tướng và chiến quốc nguyên soái bọn họ đều lão phu đã lớn tuổi như vậy tùy hứng một phen không được sao? đến, mọi người tiếp tục ăn, tiếp theo uống, còn có cái kia ai, đi đàn thủ khúc đến nghe một chút. phụ tá giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở trong lòng nhỏ giọng bức bách. ngay đây là tùy hứng một phen sao? hoàn toàn là tùy hứng cả đời à? nửa tháng sau, đang ở phong sa thôn dạy dỗ tiểu lộ phi cùng Acer Capo nhận được chiến quốc điện thoại trùng điện thoại mô phỏng ra bộ dáng phẫn nộ kia miệng cũng có thể nuốt đầu người ai nha nha là chiến quốc tang a à, muốn hay không tới ta nơi này nghỉ phép a à, mời ngươi ăn tiên bối Cáp thập phần qua loa nở nụ cười làm dê ba căn cứ trưởng cai đồ cùng tóc đỏ chiến tranh ngươi sao có thể không quan tâm chiến quốc tức muốn chết bộ dáng cáp vẫn vô tâm vô phế như trước biết rồi biết rồi để ta bồi cháu trai đúng rồi ta bảo thanh trĩ dẫn một tiểu tử đến bổn bộ, đây chính là thiên tài có tư chất đại kiếm hào. Thiên tài. Anh còn không biết xấu hổ mà nói. Không đề cập tới An Bách còn tốt, nhắc tới chiến quốc càng thêm phá phòng, ngươi biết cái kia xú tiểu tử làm cái gì nha. Hả? Có ý gì? Cáp sửng sốt, không hiểu hàm nghĩa trong lời nói. Tóm lại mặc kệ nhiều như vậy, 10 ngày sau ta muốn ở tân thế giới nghe được tin tức của ngươi, bằng không? bằng không ngươi ở lại bổn bộ tiên bối ta liền không khách khí. Chiến quốc hung tận uy hiếp nói. Đáng giận. Tồn kho của lão phu, chiến quốc ngươi quá đê tiện. Cáp có chút hoảng, vừa lúc Luffy hô to một đường muốn làm vua hải tặc. Vì thế trong lòng hắn nổi giận, hung hăng đấm tới. Xú tiểu tử trúng độc tóc đỏ quá sâu, để cho Gia Gia dùng tình yêu để cảm hóa ngươi. Bùng. Ma Linh trại huấn luyện bản bộ hải quân tọa lạc tại khu vực núi rừng. Will, không phải ta nói, việc này muốn ta khẳng định nhìn không được, hắn lại dám cười nhạo ngươi, ai không biết toàn bộ năm nhất bên trong, liền ngươi Will đẹp trai nhất uy phong, hắn nhất định là ghen tị. Đúng vậy, dù đáng giận, ta muốn đem miệng hắn đánh cho nở hoa. Một lát sau. Nói cách, Will tên kia quá tự mãn, mỗi lần đều dùng lỗ mũi nhìn chúng ta, ta ngược lại không sao cả chính là vì ngươi cảm thấy không đáng giá, ai không biết toàn bộ năm nhất, nói cách đại ca ngươi là người mạnh nhất, hắn lại dám kiêu ngạo như vậy. Ngươi nói đúng, ta muốn hung hăng đánh nát mông hắn. Lại qua một lát, trên sân thể dục của trại huấn luyện. Hai cái hơn 10 tuổi cơ bắp thiếu niên đánh nhau cùng một chỗ, bọn họ cầm lấy lẫn nhau cổ áo, dùng nắm đấm mạnh liệt đầm đối diện đầu, ai cũng không chịu trốn, liền ngành đỉnh nắm đấm công kích còn trên sân thượng ký túc xá cách đây 300 mét, An Bách cười như một kẻ ngốc. Ai là đại anh hùng? Hắc. Hắc. Rất thú vị sao? Lời nói lạnh như băng làm cho An Bách đang xem nhạc tử co rụt cổ lại, tiếp theo lộ ra biểu tình vô cùng nhu thuận, quay đầu cười nói. Là đào thỏ tỷ tỷ A, à, bên kia có người đánh nhau đâu, thực sự quá đáng, dĩ nhiên không có đem quy củ tỷ tỷ ngươi định ra lúc trước để vào mắt, phải hung hăng trừng phạt cũng hỏa giả Amber. Tuổi không rõ nhưng khẳng định không nhỏ đào thỏ bị một hài tử gọi tỷ tỷ, cao hứng khẳng định là cao hứng, cũng không trở ngại nàng trừng phạt tiểu gia hỏa trước mặt này. Đây đã là nửa tháng qua lần thứ năm, nhìn thấy bạn học đánh nhau ngươi thật cao hứng đúng không? Thỏ đào từ trên cao nhìn xuống, quần áo quá mức nóng bỏng làm cho hắn thoạt nhìn thập phần gợi cảm. Đào thỏ tỷ tỷ ngươi oan uổng ta, ta chỉ là cảm thấy đau lòng mà thôi, các bạn học đều quá mức chú trọng tăng lên thực lực trong đầu đều là cơ bắp về sau đi ra ngoài sẽ bị hải tặc làm kẻ ngốc lừa gạt vẻ mặt an bách nghiêm túc chủ yếu là không thẹn với lương tâm nhưng lý do thực sự là hắn rất nhàm chán thập phần nhàm chán đã kế thừa một cái khác thực lực của mình nói mạnh bao nhiêu khẳng định không đến mức nhưng so với trước mắt những học viên này lợi hại quá nhiều luận thể lực hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi nhiều luận kiếm thuật, hắn có được từ trong sinh tử lĩnh ngộ ra phi thiên ngự kiếm lưu, luận mưu kế, ngượng ngùng, đây là trồng hoa gia truyền thống thiên phú. Trong một đám hải quân chỉ biết trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ, An Bách chỉ muốn đục nước béo coi là dị loại. Cuộc sống đã rất khô khan, tại sao không tìm chút niềm vui? Tại sao phải nghiêm túc như vậy? Cho nên, trước hết anh coi bọn họ là kẻ ngốc mà chơi. Đào thỏ hừ lạnh nói. Vậy để cho ngươi nhìn xem kẻ ngốc lợi hại, ta sẽ tổ chức một hồi khảo hạch, tất cả năm nhất học viên đều phải tham gia, ngươi biết đấy, những cái kia bị ngươi trêu đùa qua người có bao nhiêu hận ngươi, hảo hảo chuẩn bị đi, dù cho ngươi là capo trong miệng thiên tài. Chương 7. Khảo hạch. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 7. Kiểm tra đào thỏ dẫm thập phần xinh đẹp bước chân rời đi, nàng là cái mỹ nhân, thực lực lại mạnh. Đừng nói những kia hải quân cán bộ, cho dù là nơi này học viên cũng có rất nhiều người hâm mộ. Hơn nữa lại là lần này kiếm thuật huấn luyện viên, tổ chức khảo hạch cái gì, quả thực không cần quá dễ dàng. A à a, à, hình như có chút chơi quá mức a. À. An Bách gãi gãi tráng, cũng không có ý ảo não gì, ngược lại lộ ra vài phần chờ mong. Một khi đã như vậy, vậy thì vượt qua lửa một chút đi. Dù sao cũng là thiên tài mà, tùy hứng một chút thì sao? thật vất vả xuyên qua, còn không cho hắn tìm điểm lạc thú, vậy không phải bạch xuyên qua sao? Chào buổi chiều. Sân huấn luyện. Đỉnh lấy hai cái đầu heo yêu cùng du đứng ở đám người phía trước nhất, không nhìn những người khác tràn ngập ý cười ánh mắt, lẫn nhau trong lúc đó tinh tinh tương tích cảm xúc, để cho bọn họ biến thành không đánh không quen biết bằng hữu. Cùng với sự thống hận và lửa giận của An Bách đối với người khởi xướng. Khủ khủ. Huấn luyện viên phụ trách dạy thể thuật hắn giọng một cái, ngực rất cao, cả người giống như cây lao đứng tại chỗ, thoạt nhìn tự như gà trống tràn ngập ý chí chiến đấu, hoặc là khổng tước xuề đuôi. Lần khảo hạch này do huấn luyện viên thỏ đào tổ chức, mục đích là để tăng cường tình cảm của mọi người, đồng thời cũng là để cho các ngươi nhận rõ thực lực của mình. Hắn vừa nói, vừa dùng dư quan khóe mắt liếc về phía thỏ đào bên cạnh, dáng người đầy đặn, đùi đẹp thon dài, cùng với nốt ruồi mỹ nhân trên cằm, đều là mê người như vậy xinh đẹp như vậy thấy đối phương gật gật đầu vị này tràn ngập nam tính hóc mon huấn luyện viên không khỏi càng thêm hăng say nếu như có thể đạt được đệ nhất danh đem được đào thỏ huấn luyện viên tự mình chỉ đạo đơn độc cái loại này nga theo tiếng nói hạ xuống một đám nam tính các học viên hô hấp rõ ràng thô nặng rất nhiều phiêu không xinh đẹp không sao cả bọn họ đều có một cái trở thành kiếm hào mộng tưởng khảo hạch rất nhanh bắt đầu hai trăm người năm nhất rất nhanh được chia làm bốn tiểu tổ cũng không biết có phải là cố ý hay không an bách rất không khéo lại được phân vào cùng một chỗ với mấy bạn học bị cậu chọc giận kia đó là nhóm b đồ khốn kiếp mày sẽ phải trả giá cho hành động của mày ta muốn đánh nổ đầu chó của ngươi ta trước ta trước đối mặt với những ánh mắt ác ý này an bách ngáp một cái hơi có chút ngươi mặt cho ngươi ta coi ngươi là võ dư phong khinh vân đạm đáng chết thái độ này làm cho những người đứng xem vốn chỉ muốn xem kịch đều trở nên có chút phẫn nộ dù sao có thể gia nhập hải quân còn trở thành học viên của bổn bộ bọn họ còn kém đem hai chữ chính nghĩa khắc ở trên ót làm sao có thể dung nạp được loại gì loại như an bách không khí trở nên nặng nề này nếu em xin lỗi anh có thể để bọn họ không sao đo chuyện trước kia nếu là trại tập trung chính nghĩa, tự nhiên không thiếu người xen vào việc của người khác. Giờ phút này nói chuyện, là một tiểu cô nương đeo kính. Nàng có đôi mắt trong suốt như hát bảo thạch, lại giống như suối trong núi, có thể làm cho người ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Nếu là Nisea, chúng ta nguyện ý nghe. Có người kêu lên trước, sau đó là một đám phụ họa. Một màn này thỏ đào vẫn luôn chú ý bên này nhíu mày, cô có chút chờ mong an bách ứng đối sẽ làm gì đây? Tha thứ. Không so đo. Khóe miệng An Bách nhếch lên, khẽ lắc ngón tay. Tiểu Mỹ Nhân, hình như em hiểu lầm rồi, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu, sao có thể kết thúc như vậy? Ngươi muốn một mình đối kháng toàn bộ học viên tổ B sao? Ni Toa Nhã nghiêm mặt, lời này vừa nói ra, người vốn còn đang do dự có nên đánh An Bách một trận hay không, trong nháy mắt liền kiên định lập trường. Nếu như nói ái mộ đối với thỏ đào, là giấc mộng trong lòng mỗi học viên chỉ có thể vọng mà không thể tức, như vậy ni toa nhã chính là mối tình đầu của bọn họ. Đối kháng An Bách không chỉ không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, ta không phải nhầm vào ai, chỉ là muốn nói, đang ngồi các vị. Đều là phế vật. Đáng giận. Tên này dám vô lễ với ni toa nhã. Học sinh, đánh hắn. Khụ khụ, chú ý một chút. Quy định khảo hạch là tỷ thí một chọi một, nếu như hiện tại gây chuyện, sẽ bị hủy bỏ tư cách. Trong lúc quần chúng kích động, Ni Toa Nhã thất vọng thở dài, nàng vốn muốn giúp đỡ, nhưng hình như càng làm càng hỏng bét. Yên lặng. Bên này ồn ào ảnh hưởng đến địa phương khác, huấn luyện viên lập tức ra cao giọng rống giận. Ai nếu là đang ầm ĩ, liền cho ta vây quanh toàn bộ trại huấn luyện chạy 100 vòng. Đám đông lập tức im lặng trại huấn luyện rất lớn chạy hai vòng đều phải tốn hơn một giờ ai cũng không muốn trải nghiệm hình phạt này các ngươi đều tự lựa chọn đối thủ mỗi tổ người mạnh nhất lại đến quyết ra đệ nhất danh mọi người dù sao cũng là hải quân cho dù tâm tình xấu đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính sự cho dù học viên năm nhất phần lớn đều là tiểu hài tử hoặc là thiếu niên nhưng đã sớm khắc vào trong xương cốt tính kỷ luật để cho bọn họ sẽ không phóng túng cảm xúc thật ra đây cũng là lý do An Bách dám tìm đường chết như vậy. Nếu như những bạn học này là những người trưởng thành có chức vị trong lớp trên, cậu nhất định sẽ làm một cục cưng ngoan ngoãn. An Bách, em muốn đánh với anh. Đầu tiên mở miệng chính là một cái thân cao một M8, tuổi thật cũng chỉ có 12 tuổi học viên, có lẽ là bởi vì thân thể quá độ phát dục, dẫn đến đầu óc theo không kịp, hắn so với người bình thường muốn. Ân, ừ, càng thêm ngây thơ một ít dựa vào điểm này, cũng là bi kịch nhất trong tất cả các nạn nhân bị trêu chọc. Á cách, ngươi thật sự muốn ra tay với ta sao? Ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu. An Bách nhìn thấy anh, trên mặt lộ ra chút mất mát. Anh đã quên khoảng thời gian vui vẻ chúng ta từng trải qua rồi sao? Bằng hữu. Anh thật sự coi tôi là bằng hữu sao? Sự phẫn nộ trên mặt á cách cứng đờ, không gạt tôi. Đương nhiên không có lừa ngươi, như vậy đi, ta tại chúng ta lần đầu tiên gặp mặt dưới gốc cây kia, lưu cho ngươi một phần lễ vật, đi tìm đi, đó là giữa chúng ta hữu nghị chứng kiến. An bách thề son sắt. À, được. Giang cũng bật cười và chạy về phía biển. Ngu xuẩn. Thỏ đào xa xa nhìn không được cắn chặt trăng hàm sau, đối với chỉ số thông minh của học viện hải quân lần này cảm thấy lo lắng. Giang, ngươi đừng nghe hắn, hắn là kẻ lừa đảo. Ai đó hét lên. Không, tôi tin tưởng Amber sẽ không gạt tôi. Á Cách không biết từ đâu tới tự tin, hắn chính là người duy nhất nói ta thông minh. Đây còn không phải là đang lừa ngươi. Trong lòng mọi người đều toát ra một câu như vậy. Amber miệng đầy lời nói dối, đừng tưởng rằng lừa gạt gia là có thể bình an vô sự. Lại một người đi ra, so với Á Cách cao lớn, hắn chính là to lớn, cũng mới 13-14 tuổi, hình thể lại có thể so với người trưởng thành. Từng mặt khác còn có một đặc điểm vậy thì đặc biệt xấu là ron a kỳ thật ta thật sự không muốn ra tay với ngươi an bách thở dài khiến người ta hận cũng không sao cả hắn liền thích tìm chút vui vẻ ngày hôm qua còn có một nữ học viên bảo ta chuyển lời cho nàng hôm nay xem ra ai à nữ học viên này là ai nàng vì cái gì không tìm ta nhất định phải để cho ngươi nói chuyện khuôn mặt xấu xí của ron đỏ bừng nó khao khát có bạn gái, cho dù nó biết nó có thể là giả, nhưng nó không muốn từ bỏ chỉ với một chút hy vọng. Chương 8 Vô vị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 Buồn cười đương nhiên là thẹn thùng rồi. An Bách nói y như thật, trên mặt lộ vẻ tiếc hận. Ron rất khó chịu, trước mắt bao người, cậu cũng không giống như dây tại chỗ thay đổi thái độ, khó xử một chút, lại nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, cuối cùng đảo mắt, làm bộ hôn mê bất tỉnh. Mạch não này. An bách thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bất quá lập tức liền ý thức được sai lầm của mình, chiến sĩ thuần ái không nên bị cười nhạo. Vì thế hắn học nam chính trong một bộ phim hải tặc yêu thích trước kia, hai cái khép lại đặt ở trán, làm ra động tác lấy mũ, tiếp theo ở ngực vần quanh hai vòng rưỡi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cuối cùng cánh tay khép lại, vừa vặn dán ở trên bụng chủ lực chính là một cái tao nhã. Một đám học viên xuất sư bất lợi, tràn diện toàn bộ cứng đờ. Tổ B xảy ra chuyện gì, tại sao còn chưa bắt đầu? Huấn luyện viên phía trên cùng hét lớn. Thỏ đào nhìn thẳng vỗ tráng, đối với chỉ số thông minh năm nhất đã không ôm hy vọng. Các vị, không nghe giáo quan nói sao, mau tỉ thí đi, đừng lãng phí thời gian nữa. An Bách nhìn trái nhìn phải. Còn ai khiêu chiến tôi không? để cho ta sát nhân quyền tân các nhĩ tới đánh bại ngươi gia hỏa chỉ biết khu môi múa mép một cái hai cái cánh tay tráng kiện đến khác với thường nhân gia hỏa vượt đám mà ra những người còn lại thấy thế cũng liền không tiếp tục chú ý so với việc dạy dỗ an bách hiển nhiên thứ hạng tốt còn quan trọng hơn sát nhân quyền tên thật uy phong thật sự là có chút đáng sợ an bách vỗ vỗ ngực Lúc này trên sân thể dục đã có rất nhiều người bắt đầu hai hai đối chiến, tình cảnh có chút hỗn loạn. Bất cứ khi nào ai đó đánh bại đối thủ hiện tại, họ ngay lập tức tìm kiếm người tiếp theo. Đương nhiên, không thể xuất hiện tình huống hai người đồng thời tấn công một người, nếu không sẽ bị huấn luyện viên hủy bỏ tư cách. Quy củ thô thiển khiến người ta giận sôi, nhưng không thể phủ nhận xác suất xuất hiện cường giả cũng rất cao. Tôi ghét giọng điệu của anh. Tân Cát Nhĩ tính tình nóng nảy, sau khi nghe được lời nói của An Bách, liền như một con trâu sông tới, quyền phải dơ lên thật cao, hiển nhiên là đang xúc lực. Thật là! Ánh mắt An Bách hơi nheo lại, những học viên năm nhất này thực lực phổ biến không mạnh, dù sao tuổi tác cũng ở chỗ này, cho dù có chút thiên phú dị bẩm, cũng chỉ giới hạn trong các hạng thành tích như quyền cước thể lực. Họ thiếu những gì một chiến binh thực sự nên có. Hù xin lẫn nhau, với nhau. Đây là thứ phải trải qua thử thách sinh tử mới có thể đạt được. An Bách là may mắn, kiếm tầm thế giới hắn, sớm đã trải qua hết thảy. Cho nên, trước mắt Tân Cát Nhĩ cho dù thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, nhưng áp lực cho hắn kỳ thật rất nhỏ, thậm chí gần như không có. Xấu xí A à. Khi lực lượng nắm đấm của đối phương chạm vào người, thân trên An Bách hơi nghiêng sang một bên, phán đoán tinh chuẩn đến từ kiếm khách, khiến hắn có thể ở khoảng cách cực hạn không kém chút nào. Hoàng Mỹ né tránh công kích. Xét thấy lực lượng bản thân không đủ, đối phương lại là quái vật cơ bắp, An Bách trực tiếp tới một chiêu phá hủy từ đường. Bốp. Ngao. Tân Cát Nhĩ như bị sét đánh, hai tròng mắt đều sắp nổ ra, rốt cuộc khống chế không được thân thể, hai chân kẹp chặt lấy hạ bộ, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. An Bách nhìn mấy sợi lông trên tay, thiếu chút nữa y u e đi ra, vội vàng xoa xoa lên người Tân Cát Nhĩ tiếp theo hắn nhìn chung quanh một vòng, nguyên bản còn rục trịch mấy người, trong nháy mắt cảm giác khố hạ chợt lạnh, thập phần cứng ngắc nhìn về phía địa phương khác. Đê tiện. Ni toa nhã mặt đỏ bừng, xấu hổ mắng một câu. Nếu như là thật địch nhân, hắn đã chết, trên chiến trường cũng không có lễ nghi, nhất là chúng ta muốn đối mặt, là một đám không chuyện ác nào không làm hải tặc. An bách nhún vai, đương nhiên, loại hoa trong nhà kính như cậu, chỉ cần tao nhã là được rồi, thế giới rộng lớn như vậy không có phong cảnh đẹp vậy chẳng phải là quá nhàm chán sao thỏ đào một mình chỉ đạo gì đó đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không có lực hấp dẫn có công phu này còn không bằng đi vung kiếm nhiều hơn vài cái hoặc là chạy bộ cũng được bởi vậy khi sự tình phát triển theo một phương hướng nào đó trong nháy mắt an bách liền đánh mất hứng thú chán đến chết đi ra ngoài sân thể dục loại chuyện liếc mắt một cái có thể nhìn thấy kết quả này luôn làm cho người ta buồn ngủ này, anh đi đâu vậy? Lịch duyệt của Ni Toa Nhã còn chưa đủ để cho nàng nghe hiểu những lời vừa rồi, trong mê mang nhìn thấy hắn muốn đi, vội vàng lên tiếng kêu lên. Không biết. Amber thật sự không biết. Trong lúc hỗn loạn, huấn luyện viên phía trên cũng không phát hiện thiếu người, mà thỏ đào vừa vặn đang nghe điện thoại, căn bản không chú ý. Đợi đến khi xong việc, lại muốn tìm An Bách, cũng đã không gặp được người khác. Đêm. Gió biển thổi qua, ánh trăng đầy trời. An Bách ngồi trên đá ngầm, nhìn mặt biển sóng lớn mãnh liệt, lại bất ngờ cảm thấy thú vị. Ngươi thật làm cho người ta thất vọng. Thỏ đào không biết từ nơi nào toát ra, trong tay còn mang theo một bình rượu, có lẽ ta không nên lãng phí thời gian ở trên người ngươi, cho dù có các tiên sinh đề cử. Đúng đúng đúng, kỳ thật ta đi tới thế giới này lúc ban đầu mục đích, chỉ là muốn tìm cái chi bộ không có lý tưởng, kết quả bởi vì một số chuyện, để kế hoạch phát sinh lệch khỏi quỹ đạo. Amber bày ra tư thái cá muối, trung tướng Thỏ Đào, anh nên chú ý đến những người cố gắng tiến lên, hơn nữa quán triệt chính nghĩa đến cùng. Nghe được lời nói này, lông mày đào thỏ gắt gao nhíu lại, tiếp theo giống như ảo thuật lấy ra một thanh đao. Mọi người đều biết, vũ khí cùng chức danh trong hải tặc thập phần thái quá, rõ ràng là dùng đao, lại nhất định phải tự xưng kiếm hào đại kiếm hào gì đó. Cầm lấy Nàng vung tay, đem đao ném qua. Trí nhớ theo bản năng, khiến An Bách vô thức giơ tay lên, nắm chặt vỏ đao một cách chính xác. Thậm chí trong nháy mắt, lộ ra sát khí cùng mũi nhọn chỉ thuộc về kiếm khách đứng đầu mới có. Cho dù là đối với Thỏ Đào mà nói, còn có chút non nớt. Nhưng đây không thể nghi ngờ là cực kỳ chấn động. Dù sao, sức khỏe của An Bách lúc này chỉ mới 8 tuổi. Thỏ con, đây là không gọi là chị nữa sao ha ha ta đều bị ngươi chán ghét không cần thiết lại gần nữa thật đúng là đồ thực tế cậu còn nhỏ tôi sẽ đem tư tưởng lệch lạc của cậu xoay lại thỏ đào rất rõ ràng cảm giác được khí cơ vừa rồi ấn tượng đối với an bách cũng sinh ra thay đổi một người nội tâm không đủ kiên định sẽ không có được thứ này cho nên tiểu quỷ trước mắt này biểu hiện ra ngoài đồ vật cho dù lại khó coi nhưng nhất định còn có một chân thật hắn cất giấu. a, à, đào thỏ tỷ tỷ, cái này cũng không cần. Toàn thân an bách từ trên xuống dưới đều toát ra ý nghĩ kháng cự. Rút đau đi. Đào thỏ vừa nói, tiếp theo từ bên hông lấy xuống một thanh tiểu chủy thủ, đối phó ngươi bây giờ, dùng cái này cũng đã đủ rồi. Này, không cần phải như vậy chứ. Lại dùng vũ khí lợi hại như vậy, thật sự là để mắc đến đứa bé mới 8 tuổi này. An Bách nhìn không được đứng lên, miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn biết nhất định phải ứng chiến, nếu không sẽ khiến một kiếm khách khác khinh bỉ mình. Thỏ đào không nói chuyện, như cười như không nhìn hắn quỳ gối ngồi sổng xuống, một tay cầm vỏ đao, một tay cầm chui đao. Rút đao trảm đi. Tiểu quỷ bây giờ thật sự là đáng sợ a. À? Chương 9 Kinh Diễm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương chính kinh ngạc phi thiên ngự kiếm lưu là tốc độ cùng lực kết hợp đến cực hạn kiếm pháp ở cổ thanh thập lang trong tay mới là mạnh nhất mà làm người thừa kế kiếm tâm bởi vì thân thể duyên cớ chỉ có thể ở tốc độ cùng biến hóa thượng hạ công phu về phần an bách thì ở giữa hai người tốc độ so ra kém kiếm tâm lực lượng so ra kém cổ thanh thập lang thể hiện ở thế giới hải tặc đó chính là so trên không đủ so dưới có thừa cường giả lĩnh ngộ khí phách hắn trước mắt khẳng định đánh không lại mà ở dưới này cũng rất dễ xử lý dùng thời thượng một chút mà nói chính là trên khí phách một đổi một dưới khí phách ta vô địch ân bu cấp tự nhiên hệ không tính toán ở bên trong thỏ đào thân là đại tướng dự khuyết là sự tồn tại mà an bách chỉ có thể nhìn lên nhưng chính vì như thế sự tình mới trở nên thú vị đối với kẻ yếu vung đao không bằng vung đao hướng kẻ mạnh hơn đêm càng lúc càng thâm trầm. An Bách đã súc lực xong, thân thể càng cúi thấp hơn. Này! Gió biển gào thét thổi qua tóc thỏ đào, khiến cô không thể không chớp mắt. Chính là lúc này. An Bách vốn rất yên tĩnh biến mất tại chỗ, một tia đau còn lấp lánh hơn cả ánh trăng chợt hiện ra. Mang theo thê mỹ cùng túc sát, lướt về phía cổ thon dài xinh đẹp của thỏ đào. Sát khí thật thảm thiết. Môi đỏ mộng khẽ nhếch, nàng lộ ra một nụ cười chính là loại cảm giác này chỉ thuộc về thiên tài kiếm khách trăng nanh chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên thủy thủ bị cầm phản xạ ánh trăng thủy thủ lấy góc độ vừa vặn chặn lại ánh đao an bách vung tới đinh thế công bị cản trở là chuyện trong dự liệu nhưng amber không ngờ lại là phương thức bẻ gãy mục nát này hắn không có giống cái nào đó tảo đầu như vậy kêu to thế giới không có khả năng xa xôi như vậy sau đó một trận mù mấy cái chém loạn mà là cổ tay vừa chuyển, liền đem thân đao tách ra, dùng khoảng cách mang đến ưu thế, cắt về phía ngực thỏ đào. Tốc độ rất nhanh, nhưng ý đồ quá mức rõ ràng. Đối với loại lão tư cơ am hiểu chiến đấu như thỏ đào, hơn nửa kinh nghiệm phong phú, không thể nghi ngờ là trẻ con. Chỉ thấy thân thể nàng hơi nghiêng một bên, liền né tránh đao phong. Thật sự kết thúc như vậy sao? Rõ ràng là không. Amber biết rất rõ khoảng cách giữa hai người kiếm pháp trong lòng lãng khách có lẽ tinh dịu nhưng đối mặt với địch nhân bất đồng cho nên phương hướng nghiên cứu cũng bất đồng bên kia càng chú trọng một kích mất mạng ở song phương đều là nhân loại bình thường dưới tình huống ai tài nghệ càng thêm cao siêu phản ứng càng nhanh tốc độ càng nhanh người đó liền có thể chúa tể chiến đấu thắng bại mà bên này thì muốn thô kệch nhiều cũng không có quá mức tinh vi thuật mà là đại khai đại hợp truy cầu chiêu thức uy lực dưới sự gia trì của kiến văn sắc và vũ trang sắc, kiếm thuật chỉ đơn thuần vung đao chém đi mà thôi. Dù sao, dù phức tạp hay thay đổi như thế nào, dù quỷ dị khó lường như thế nào, ngay cả da dầu của người ta cũng chém không trách, cũng không phải là hoa lý hồ tiêu sao. Điểm này cap có tiếng nói nhất. Trở lại chuyện chính. Tại đào thỏ né tránh tiến công về sau, Amber đột nhiên phát lực, trường đao trái với vật lý quán tính sinh sinh dừng lại, tiếp theo mãnh liệt chém ngang không phải một đao, mà là chín đao. Mỗi một cái vung vẩy, đều sẽ ở trong không khí lưu lại tàn ảnh, trong phút chốc cửu hạ trảm kích, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện chín đạo nhân ảnh. Áo nghĩa Cửu đầu lông thiểm Đó là đỉnh cao của kỹ năng. Trong mắt thỏ đào mang theo kinh diễm, động tác lại không có chút do dự, khí phách màu đen vũ trang cuốn quanh chủy thủ, tiện tay vung lên, liền phá vỡ lưới đao không chê vào đâu được. Ken 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 vài tiếng giòn tan vang lên con dao trong tay an bách trực tiếp vỡ nát trong tay nắm chui dao trụi lũi ánh mắt anh có chút bất đắc dĩ đào thố Tỷ tỷ, ngươi cái này không khỏi cũng quá phạm quy phạm quy dùng lời của ngươi mà nói hải tặc cũng không biết nói chính nghĩa thỏ đào hư nhẹ một tiếng ta không phủ nhận kiếm thuật thiên phú của ngươi nhưng đường đi sai rồi không có cường đại căng cơ hết thảy kỹ xảo cũng chỉ là hư ảo chi vật mà thôi cho nên, An Bách mở to mắt hỏi, "Thật là nói đùa, hắn có thể không biết điểm này sao? Nhưng cái này không phải còn chưa vượt qua chính mình xuất hiện sao, nếu không chính là khí phách có gì đáng nói. Tiếp theo ta sẽ hảo hảo huấn luyện ngươi." Thỏ Đào cũng nói những lời tương tự như các. "Vậy thì rất cảm ơn." An Bách không hề thành ý buông tay. "Nếu không thể phản kháng, vậy thì hảo hảo hưởng thụ đi." nói không chừng liền lâu ngày sinh tình đây tiểu quỷ ngươi giống như đang suy nghĩ chuyện thất lễ gì đó tuyệt đối không có xin đừng suy nghĩ lung tung à không sao nếu như ngươi có thể ở trên kiếm thuật chinh phục ta có lẽ phù an bách nghe nói như thế trong lòng phun một ngụm còn muốn trâu già ăn cỏ non một đêm không nói gì đoạn thời gian kế tiếp thỏ đào nói được làm được ngoại trừ thỉnh thoảng chỉ điểm một chút học viên trong trại huấn luyện, thời gian còn lại đều dùng ở trên người huấn luyện An Bách. Chẳng qua, trình độ có chút khoa trương. Nửa tháng sau, bên bờ biển, tảng đá khổng lồ bị dây thừng trói lại đang chậm rãi di chuyển, một đoạn khác thì trói vào một thân ảnh nho nhỏ. Hu hu, hu hu, hu hu. An Bách lại một lần nữa cảm nhận được địa ngục, mỗi một hơi thở, đều giống như muốn đem phổi cho ngẹn nổ tung, rõ ràng đầu óc đã cảm giác sức cùng lực kiệt, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể chính là không có đạt tới cực hạn, mấy móc thức bước chân còn đang không ngừng tiến hành. Trên bờ các bị tảng đá cào ra một đạo dấu vết thật sâu, từ xa đến gần, chừng mấy trăm mét. Thỏ đào mặc trang phục mát mẻ, nằm dưới ô che nắng, cầm trong tay một ly rượu ngon ướp lạnh, chủ yếu là một cái thích ý. So với an bách mồ hôi như mưa, làn da đỏ bừng, cô thoải mái hơn nhiều. Mặt khác, còn có một nữ hải quân mặc đồng phục màu đỏ rượu, tóc dài màu hồng nhạt đứng ở bên cạnh thỏ đào. Tina không rõ, vì sao đào thỏ tỷ tỷ lại coi trọng tiểu quỷ này như vậy? Tina, học viên tốt nghiệp hai khóa trước, cùng thời với Smok, hiện tại chức vị thuyền trưởng, người có khả năng tạo ra hàng rào đen trói buộc địch nhân, cũng có thể tạo ra súng đen, đánh chìm thuyền địch từ xa. Ha ha, hắn là thiên tài được trung tướng cấp khen ngợi, về sau không chừng có thể trở thành kiếm khách đại kiếm hào nha đào thỏ nhẹ giọng cười, tiểu Tina, ngươi bình thường không phải bề bộn nhiều việc sao, như thế nào sẽ rảnh đến thăm ta? Tina rất kinh ngạc. Tina đầu tiên là đối với lời vừa rồi biểu lộ thái độ, tiếp theo mới hồi đáp. Tina đang đuổi bắt một đám hải tặc, rõ ràng thực lực không được tốt lắm, nhưng rất giảo hoạt, nhất là thuyền trưởng của bọn họ, tên kia gọi là kẻ lừa đảo. Nghe có chút khó giải quyết. Đào thỏ vuốt ve cái cầm xinh đẹp, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiểu Tina vừa vặn lần này trong một năm học viên còn không có trực diện qua hải tặc, không bằng ngươi mang bọn họ đi gặp việc đời. Tina không muốn dẫn người mới. Tina nhíu mày, nhưng nhìn thấy ánh mắt như cười như không của đào thỏ, lập tức thay đổi câu chuyện. Bất quá nếu như là tỷ tỷ, vậy thì không thành vấn đề. Ha ha ha, tiểu Đề Na thật ngoan, không uổng công tỷ tỷ thương ngươi như vậy thỏ đào chỉ an bách xa xa, nhớ kỹ, người khác đều không sao cả, nhưng người này, nếu như không đến tình huống phải chết, không nên ra tay giúp hắn. Tina biết rồi. Nhìn an bách đổ mồ hôi như mưa, Tina lộ ra ánh mắt đồng tình. Chương 10 Thực chiến diễn luyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 Diễn tập thực chiến sự tình cứ như vậy đột ngột phát sinh. Amber đứng trên bông tàu, xung quanh là các học viên giống như cậu, đều là học sinh năm nhất. Ngay tại ngày hôm qua, Đào Thỏ bỗng nhiên tuyên bố muốn bọn họ tham gia thực chiến diễn luyện, đi đối mặt hải tặc chân chính. Điều này làm cho mỗi ngày trôi qua vô cùng khô khan đám nhóc con thập phần hưng phấn, thậm chí có cả đêm đều không ngủ, giờ phút này dù cho đỉnh vành mắt thâm quần, trong mắt lộ vẻ tơ máu, nhưng cũng như cũ nhiệt tình không giảm. Nhưng An Bách thật sự không có hứng thú gì, bởi vì anh cảm nhận được niềm vui trở nên mạnh mẽ. Có lẽ là thế giới quy tắc bất đồng, giống địa phương khác, đào thỏ loại này luyện pháp phỏng chừng đã sớm đem người cho phế đi, nhưng ở chỗ này chỉ cần ăn một bữa no, ngày hôm sau sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vẹn vẹn nửa tháng, An Bách liền phát hiện tố chất thân thể của mình ít nhất tăng cường gấp đôi, trực tiếp vượt qua kiếm khách thế giới kế thừa tới thể phách. Đợi đến lần sau gặp lại, đối phương cũng sẽ được tăng thêm lợi ích điều này thật tuyệt vời người khác ghét bỏ còn chưa tính hắn cũng không muốn bị mình khinh bỉ đáng tiếc vô luận an bách nói như thế nào thỏ đào đều quyết tâm đưa hắn lên quân hàm. nhìn vị mỹ nữ tóc hồng kia bị một đám học viên vây quanh hỏi đông hỏi tây an bách nhìn không được lại thở dài bằng hữu ngươi đang lo lắng sao thân hình khôi ngô của á cách ở giữa một đám thanh thiếu niên cao trung bình không tới một mét sáu vẫn thập phần nổi bật dưới sự phụ trợ an bách chỉ cao bằng thắt lưng anh đúng vậy bằng hữu nếu như ngươi có chuyện gì phiền lòng có thể nói cho chúng ta biết nha ron lại gần khuôn mặt xấu xí tràn đầy chân thành nhìn hai người bọn họ như vậy an bách có chút ngượng ngùng không có gì chỉ là có chút không quen mà thôi hai người có ý kiến gì về diễn luyện thực chiến lần này không hắn vì không muốn cho mọi người xấu hổ bắt đầu không có gì để nói Ý tưởng Gia gãi đầu, trước tiên tìm được hải tặc, sau đó bắt lấy bọn chúng không phải là được sao. Cho dù có chuyện gì xảy ra, bằng hữu của ta, ta cũng sẽ chắn trước mặt ngươi. Ron vô cùng trịnh trọng nói Đây là lời hứa hẹn đến từ đàn ông. Nga Gia Nói xong hắn còn sau một tư thế vô cùng cổ quái, phối hợp với khuôn mặt xấu xí kia, thật sự là có chút cây mắt. Ta cũng vậy á à cách không cam lòng yếu thế, vỗ ngực âm âm. An Bách càng thêm bất đắc dĩ, ông con dao ngắn tựa vào hàng rào. Nghe nói mục tiêu nhiệm vụ lần này rất giảo hoạt, tốt nhất các cậu nên cẩn thận. Yên tâm, bằng hữu của ta. Ron cong hai tay lên, đặt ở hai bên đầu, bắp tay căn phòng hiển thị không thể nghi ngờ, ta sẽ làm cho những hải tặc dơ bẩn đê tiện kia, biết cái gì là lực lượng chân chính. Ta cũng vậy. Á à cách làm ra tư thế giống nhau, tuy rằng cơ bắp không lớn như trước, nhưng không chịu nổi nền tảng dày, vẫn hết sức khoa trương. An Bách hoàn toàn không nói gì, hai kẻ ngốc đơn thuần này, anh cũng không tiện tiếp tục trêu đùa, không thú vị, thật sự không thú vị. Bốp. Tiếng bật lửa vang lên cách đó không xa, thân thể An Bách mắt thường có thể thấy được run rẩy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã lính hải quân châm điếu thuốc, đang thích ý hút mây nhả khói. Cái này chết tiệt, lại quên mất thế giới này có thuốc lá. Không do dự, hắn ném xuống hai kẻ ngốc, nhanh chóng đi tới người này trước mặt, chớp chớp mắt nói. Đến một cây. Ngữ khí thành thạo, tư thái lão luyện, khiến binh sĩ hải quân ngây ngẩn cả người, lập tức bật cười, tiểu quỷ, người muốn hút thuốc. Như thế nào, không được a, à, người nói có cho hay không đi. An bách cứng rắn vô cùng. Ha ha ha, cho ngươi. Binh sĩ hải quân cũng không có để ý thái độ của hắn, thập phần hào phóng đem cả bao thuốc lá đều ném tới, đồng thời còn có bật lửa. Cảm ơn nha. Amber thuần thục châm thuốc, mùi cây khiến cậu tìm được một cảm giác quen thuộc, mặc kệ thế giới thay đổi thế nào, thứ này vẫn khó hút như trước. Nhưng ngay khi hít vào phổi lần đầu tiên, Amber đã biết mình không thể rời bỏ nó. Bằng hữu của ta, ngươi có thứ tốt cư nhiên không cùng chúng ta chia sẻ. Giang và Ron lại gần. Nghe nói thuốc lá là bạn của đàn ông, chúng ta vừa lúc thiếu cái này. An Bách kinh ngạc nhìn cậu một cái, "Ôi ôi, thằng nhóc này không ngốc." Ném hai điếu thuốc qua, thuận tiện châm lửa cho bọn họ, ba người cùng nhau hút mây nhả khói. Muốn nói Hải Tặc thế giới người thể chất thật khoa trương, đồ chơi này dù là lần đầu tiên rút, lại đều không mang theo ho khan. Dây còn tốt, ron càng rút càng trầm mặt, cuối cùng trên khuôn mặt xấu xí kia lại có vài phần u buồn huynh đệ làm sao vậy? An Bách buồn cười hỏi. Ai, bằng hữu của ta, cảm ơn ngươi nguyện ý quan tâm ta. Ron rít một hơi thuốc, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, những cô gái nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử, thậm chí ước định kiếp sau, nhìn không được có chút thổn thức mà thôi. Cái gì mà lão ngạnh già nua cũng không biết xấu hổ lấy ra nói. An Bách bí mật trợn trắng mắt, nhìn về phía á cách đang suy nghĩ. Cậu làm sao vậy? à không có gì chỉ là hôm qua có một nữ học viên nói tôi có thể mang đến cảm giác an toàn cho anh ta muốn tổ đội với tôi á à, cách thật thà gãi đầu tôi là loại người vứt bỏ bạn bè sao cho nên quyết đoán cự tuyệt khụ 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 ron bỗng nhiên ho khan kịch liệt vài cái ông ngực vẻ mặt thống khổ làm sao vậy làm sao vậy á à, cách có chút sốt ruột không anh tránh xa tôi ra ron đỏ bừng mặt không biết là tức giận hay nghẹn ngào bạn của ta tại sao hắn ngốc như vậy còn có thể có nữ hài thích mà ta thông minh như vậy các nàng lại không nhìn thấy ưu điểm của ta an bách suy nghĩ một chút quyết định nói thật có lẽ là vì xấu người hiện tại quá nông cạn ron trực tiếp tự động che giấu câu nói không ai có thể phát hiện ra tâm hồn thú vị của tôi an bách quyết định không để ý đến anh nữa an tâm hưởng thụ sự kích thích mà thuốc lá mang lại tàu chiến lao nhanh trên biển, sau khi vượt qua cảm giác mới mẻ ban đầu, tất cả những gì còn lại chỉ là nhàm chán. Vì thế có người đưa ra chủ ý cho Tina, để những học viên này đến quấy rầy vệ sinh, dọn dẹp bông tàu gì đó. Thời gian cứ trôi qua từng chút một trong sự bận rộn này. Đợi đến khi mặt trời chiều ngã về Tây, ráng chiều đầy trời, một hòn đảo xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu ngay tại phía trước bình quả đảo trên nơi đó có cái tên là Kim Bình Quả Trấn, hải tặc ẩn núp ở trong trấn dân, các ngươi phải làm chính là đem bọn họ tìm ra. Mái tóc dài màu hồng phấn xỏa tung trên đầu vai, kính râm màu đỏ phối hợp với dáng người cao gầy đầy đặn, khiến Tina thoạt nhìn tràn ngập ngự khí. Tina trưởng quan xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hải tặc. Đúng vậy, Tina trưởng quan, phải có lòng tin với chúng ta chứ. Chỉ là hải tặc mà thôi, cũng chỉ có thể đùa dẫn loại thủ đoạn nhỏ này một đám học viên tràn đầy lòng tin huấn luyện ngày thường làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ đồng thời cũng quên làm hải quân hẳn là phải cẩn thận tina thấy rõ điểm này nghĩ đến lời nói của một tên hắc ám nào đó nhìn không được nhìn thoáng qua đám người an bách không chút thu hút tina chúc các ngươi may mắn cô vung tay lên hết tốc lực đi tới